Ôi đây được anh nâu đây, anh nâu nữa. Ủa bà bự nha. Hai anh xịn quá trời ơi, cái nâu nè ngon chưa. Nghĩ kìa quá trời, bắt hai rồi. Ô đầy lú rồi. Ồ nó bự kìa. Phải có cái con thôi các mẹ chứ. Ôi dồi ôi đã. Đã chưa. Sướng. Rửa. Rửa đi. Rửa đi cho sạch sẽ. Cái hàng cái này cũng nắp vô. Ôi nó bự nè. Cắt được cái gì rồi, cắt được. Bự. Ôi. Cái này cá tơ. Trời ơi. Đã. Chắc này nó mới lên nè. Còn cá phi lên bờ hết rồi. Đó, hai em con nhắc khổng lồ luôn. Rồi cả nhà cái yêu mến kênh cho mình một lượt like, một lượt đăng ký nha. Cá phải nãy bự không nhắc? Bự. Đó, anh nhắc nè. Ủa, anh cũng bự nè. Bự nè. Ủa, hồng anh thu khu à. Chưa có chết. Hai em rồi, còn em kia đó nó bắt được rồi. Con cá dốt này làm gì còn nhiều. Nè. Nhưng cá dù chó vậy. Cá thêm rồi. Ồ, cá măng kìa. Nhỏ lắm chú ba ơi. Cá đâu sữa. Quỷ cái. Đây đây một xuồng nữa nè. Trời ơi, cá ngon á. Hello, xin chào. Chào ông bà cô chú với lại kênh của mình nha. Hôm nay á mình sẽ đi lên trên mà trên nay nha, mình sẽ quay cả nhà xem cảnh thuốc cá ở miền Tây nha. Cá như thế nào nha, phát hiện quá trời cá luôn nha. Coi nè, cá phi nè. Ồ, cá phi vô đầy lú nè. Đó, mình tham mình tặc thuốc rồi á. Rồi cá đó nó vô lú quá trời luôn. Một đại lú rồi. Rồi ở ngoài kìa. Ồ, ngoài nó gọn điều quá vậy thế nào đó. Cá nhiều lắm nha. À, chúc cả nhà có một buổi xem video thật vui và hạnh phúc nha. Chúc toàn thể anh em trong và ngoài nước dồi dào sức khỏe, đồng hành đạt nha. Đây đây đây, anh cá đổi lên bờ rồi nè. Đó, nó lên bờ đó. Anh khờ rồi. Thấy bên đó còn cái nâu bự quá trời bự kìa. Hả? Thấy chạy dưới tay nè. Đây là cái nâu nha. Ồ, cái nâu ngon lắm nha. Kho me, kho chả giác cái. Trời ơi, nó ngon. Cá nhiều lắm. Coi cái lú nè, giờ quá cái lú rồi. Đầy lú luôn ơi. Hồi giả lú lên thôi, phê luôn. Đằng này con nâu bự lắm. Đây mình bắt cái xe cho cô chú chị xem nha. Đó, mấy anh cái nào, anh mấy anh cà phê là đờ đây. Ủa coi, vô cà phê nhiều ạ. Đây là anh cái nâu nè. Đó, nằm đó. Đó, anh cái nâu đó, trời bá lửa luôn. Xa quá bắt con tới nha. Đi đảo qua kia vậy ha. Trời, giờ cá lên nhiều lắm nha. Ồ, cá nâu kìa. Ôi, đó, ăn cái nâu nữa. Chìm mày. Cá nhiều quá. Dài dài kia. Nó dọn đều luôn. Cái lú đầy luôn nè. Đầy lú rồi. Cá huy quá trời luôn. Cá nâu nữa. Cái nâu mà bự con ba. Này này có anh ba nha. Anh ba đi với mình. Cái lú này quá trời luôn. Còn cái nâu đó là mấy con kìa. Đây bên con kìa. Cái nhét con mà. cái lự luôn. Kìa đây em nè. Kìa cái cái thôi. Cái mén thôi à. Ba loại xuống sức mấy con cá nâu. Cá nâu đó đâu ba?
Lần này con có nâu bự nè. Hút trên vỡ cái đừng nữa, còn cái nâu bự nữa. Chờ chỗ này con nó chìm xuống nè. Cái nâu á. Chờ cho thằng xác đây nè. Ủa chị ba xúc cái đỉnh nhiều kìa. Ừ đó đó. Nãy chạy về nó đó. Chạy ba nữa không. Trời ơi các đĩa nhóc luôn kìa. Trời ơi khủng khiếp luôn kìa. Ba bỏ vỏ này chị ba. Đây bắt con đầu nè. Ồ cá phi nè. Ồ cá phi nè. Ôi ôi. Đây, được anh nâu. Con này anh nâu nè. Xin lỗi thôi. Ôi da. Cái nâu mới có tiền nha. Đây anh nâu nữa. Ủa bà bệnh bự nha. Ha. Anh chốt về hiếm lắm nha. Cá mang gỗ gì vậy? Ôi cá nhiều kìa. Mình đưa cho ba lên đi rồi em anh đưa về. Trong dài vậy. Bơi mình kinh nó chưa dám. Chưa chưa. Chị mới bơi bệnh nó còn dữ trời đó. Cá phi nhiều á. Em lên cái qua đổ cái đục cá luôn. Rồi. Ồ được con cá. Cá ba gỗ. Chốt lại con cá chốt nè. Ô là trời. Con cá chốt này làm gì còn nhiều. Nè. Nhưng cá dầu chó. Rồi cái nâu rửa sạch sẽ đi. Xịn quá. Trời ơi cái nâu nè. Ngon chưa? Quá được. Dạ lú nè, quá trời cà phê luôn. Giờ bắt hai nằm nè. Bắt hai nằm miệng kìa. Quá trời bắt hai rồi. Đây một đục cá luôn. Ô ai cầm đại gì trời. Chỗ nào này đó. Tuột dây lên đó. Lú đúng rồi, kiểu vậy đó hả? Ồ, này lú rồi hả? Cây này để đây để luôn phải không? Cái nào? Kìa cá cho tới miệng kìa. Đi xuồng như vậy nhá xíu xíu hả? Xuồng quá. Ôi, được con cá vô chó bự kìa. Ồ, cái măng cá chét kìa. Cái măng luôn ha. Hai con cá gì đó bự luôn. Chó con á. Nó đẻ hay ta. Cái cá phi qua nó nãy giờ nó nhảy trứng rồi quá trời luôn. Cái nâu này mới có tiền này chứ. Để
Rồi mình sẽ đi vòng vòng bên kia mình xúc thêm nè. Đây mình xúc cá rửa. Ôn thẻ. Cá thêm đi. Để cho gọi giặt rửa dễ hơn. Còn cá măng kìa. Đây đây một xuồng nữa nè. Ồ cá ngon á. Cá ngon á. Cắp đi này nha. Cắp đi đường này đó. Ừ, quậy. Ai với quậy vậy? Ngô nó khóc, đổ không được quá ơ. Mẹ, để tới mà. Mẹ đâu? Gì đâu đừng gõ này hả? Có cha nó thì không sao, cha mẹ nó khóc trời đất ơi. Mẹ nó đâu qua. Trời ơi. Nãy giờ thằng này thấy con cá này thôi nè. Cái nhỏ, cá nhỏ, cá bự đi lắm à. Đây, con cá dấu nè. Con cá nóc mít đó, nó hoái lắm. đổ quên này chứ xem. Đổ luôn rồi này chưa? Chưa. Chưa gì là còn có giờ chót bự nữa. Lúa nào lúa ngoài này gì? Chưa nhả. Con cá này ở ngoài sông đem vô chứ làm gì có. Cái này mà chào xong đem vô nè. Hả? Xong đem vô chứ. Cái gì không? Cái này nè. Con cá này nó ngon cực kỳ luôn. Ờ cá gỗ. Cá đâu? Cá là cá triệu đô nè. Cá không ngon bằng là cái ngon không? Cá đổi thôi, còn xin nó ốm nhất nha mà. Nó không mập. Cái này có trứng luôn nha, bung vô thì ai kìa. Dạ, có trứng. Có tao dính rồi đủ rồi đó. Nó dài á, hệt nó ngọt lắm. Gì là con này không chiên văn cá nâu rồi. Cái chai là cái gì vậy? Cái chai là cá lóc biển, cá lóc biển là cái ngọt lắm, thịt nó ngon lắm. Vô cái gì chó bự. Con này chỉ có nấu có nấu canh chua thôi chứ đâu có làm gì được nữa đâu. Nào. Ừ. Kho tương tịnh. Kho tương hả? Bắt bỏ đây đi. Bắt nó đâu cũng lại. Ta sợ ta không bắt rồi. Cái trẻ lớn rồi. Vô đây cá phi hả? Trẻ không đứng lại luôn. Cá trẻ tắt dữ trời ta. Măng đó. Măng tắt dữ chỉnh. Măng tắt đó. Không có cái gì bụng dữ trời đó. Cái là một cá mú, hai là mấy. Cá muốn rồi biết chạy nó đâu, biết chạy nó biết đâu chứ. Biết đâu trời gửi con cá vô chó nó đáp sao? Đáp gì chó vậy? Không. 1, 2, 3 nè. Sáng không nhiêu đây là bộ tiền nè. Dư tiền nước cá rồi. 3, 4 ngàn chút rồi. Cá chai nè. Dạ, cá chai. Ê, đầm nhất cũng nha. Cái bữa đó không biết đó. Tính đâu là con cá bóng cát. Chụp một cái, trầu ô tê, gần luôn. Gái lắm. Gái nó lắc ngược lắc xuôi như nào không có dính nhá. Gái nó ngược xuôi á. Lấy cái phích nước vào uống em. Trời ơi, chích nước cho chích cho bom đầy nó con. Làm gì gạt hết trơn. Đó, cho nó đó. Lấy cái phích chai rồi lấy đâm phích này đâm nước rồi đem uống, đem sẵn uống. Bạn bắt luôn có bị lớn rồi. Cái chai tự nhiên có lên nó chứ. Bơm nước rút ra khỏi chi. Vừa xin nó chài thả vô đó.
tao ba con cái vừa vừa có hả, uống nó đẹp đầy luôn. Tao là ngoài con phút sớm đâu, phút sớm là banh luôn rồi. Ồ, cá măng quá nhiều nè. Đó, đó, con trai kìa. Ừ, đây kìa. Ngon lắm, thịt tinh trắng tươi thôi. Ngon. Gai nó ghê lắm, gai ngược cái xương đó. Cá nâu, cá đậu thì hút cá rồi. Giờ mà, giờ Mão nó 1 triệu đó. Giờ Mão 1 triệu đó. Cái dù chó đâu được tiền thôi không? Đó. Đó, nữa lửa bắt 4 5 cái đâu bự bự. Nó bự lắm đó. Cái này sao cái vừa chó ta. Không biết cái đó rồi. Mấy người đi chài chứ có vừa chó nè. Cái ba cái đó cái vừa chó, cái mà cái vừa chó vậy đó. Thì nó kêu tên nó gì mà? Tao kêu con cá vừa chó là. Tao quen. Nhỏ thôi. Thấy nó kêu nó sủa như chó vậy, kêu chó này nó không sủa gì đâu. Ê con xúc đi ba. Xong rồi. Sao sao vậy? Cú xích đâu cho bạn? Hả? Cú xích đâu? Xích sáng còn ngủ vậy á. Cái xuồng này bơi bơi với đã anh ta. Mua cái gì mà nó không chua thôi vậy? Cái xíu xíu à. Rồi giờ mình xúc hết như đây rồi, phải bị mỏi rồi. Đây nhà đại đi vớt đặt đi. Con ngắt chà bá lửa luôn, cái đầu hết cái đầu rồi. Ê, ê, ê. Để xuống xuống giật nè. Ồ nó bự kìa. Phải có cái con hết cái mẹ chứ. Trời ơi, ôi ôi đã. Ôi. Đã. Sướng. Rửa rửa. Rửa rửa đi. Rửa đi cho sạch sẽ. Cái hàng của này cũng luôn. Ồ, ồ, nó bự này. Cắt được cái gì rồi, cắt cái nữa. Đây, 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 đi. Ôi. Cá nụ chà bá nữa luôn. Cá này nó còn chua thôi rồi. Ồ. Cái gì? Bạch có gà. Cái gì? Sao? Chú bự 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 bự. Ôi. Cá này cá tơ. Ôi, đã. Chắc này nó mới lên nè. Còn cá phi lên bờ hết rồi. Có hai em con ngắt khổng lồ luôn. Quá trời đẻ mà quá lừa cái chân mà. Được hai ngát bự rồi. Hai ngát bự. Nó có hiền mạnh quá. Ồ, cá hiểu ha. Đây có hai bạn đi tiếp nữa nè. Cá nó cũng chịu chết thôi luôn, chạy xanh gân luôn. Ừ, lại đi bằng cái gì lùng quá vậy vậy? Dạ. Mà đâu thấy chạy chạy lạ gì? Đến chợ quá. Cá nướng hả? Dạ. Ui. Hồi dòng xuống con ngát cà bá kìa. Cá bá. Đâu đâu có giật đâu. Cái dầu chó đó nó sợ nó không bắt tay mà. Bự sợ gì mày?
lẻ đậu người ta nấu sáng sớm đang cho tan cá nước nấu ok rồi. Kiếm một cái này còn ngát thôi, nó lặn tiêu rồi. Đợi đi, đợi nó phịch lên. Mình giờ mình vô gặp con này xúc nấy nha. Rồi rồi mình xíu mình mò nha. Rồi cả nhà cái yêu mến kênh cho mình một lượt like, một lượt đăng ký nha. Cá phải nãy bự không vậy? Bự. Cỡ con cá bự vậy đó. Còn mạnh quá. Bự lắm chú ơi. Quá. Nó nằm cái hộp cơ mà. Đó, đó anh nhắc nữa. Ồ anh cũng bự đây. Bự nè. Đó, còn mạnh thu khu à. Chưa có chết. Đó, được ba em rồi, còn em kia đó không bắt được rồi. Cá Huy sốc nhăn. Rồi mình đi vô nha. Mình vô nha. Rồi một hồi mình mò mình sẽ quay tiếp nha. Ờ, bà còn nhắc bự luôn. Ống lồ luôn. Thu hoạch buổi sáng nè. Buổi sáng được như đây. Nhắc bự kìa mới ra. Ồ con này có cỡ 6,5 á. Đây cá nâu. Ồ ôi. Cá nâu nè. Bắt cái cá nâu luôn, cá nâu đấy. Ngon tay luôn ha. Bắt đi cá nâu ngon, đây cá đối. Cái đồ chó. Nhiều cá nâu đó là dư vốn mà. Ừ, đây đó rồi. Như đây là bạc kiệu rồi. Còn nữa chưa? Không phải còn nữa đâu chị bác. Hả? Thằng ngát chị ra vậy. Rồi, chúc cả nhà cũng sáng dễ nha. Bây giờ mình tạm biệt cả nhà đi, rồi hẹn một hồi mình đi mò rồi mình sẽ quay thêm cả nhà xem nha. Cái gì vậy? Gọi buổi sáng được chưa nha. Bây giờ mình tạm biệt cả nhà đi, hẹn cả nhà lúc sau. Mình đi mò cá rồi sẽ quay thêm cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà.